Hạt nhựa PP Dung Quất được sản xuất từ nguyên liệu propylen chất lượng cao bằng công nghệ tiên tiến của Nhật Bản, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và quốc tế. PP Dung Quất, hạt ngọc hóa dầu. Quý vị và các bạn đang theo dõi tạp chí Kinh tế và Tiêu dùng trên kênh Thời sự VTC1. Mở đầu bản tin là những thông tin nổi bật diễn ra trong tuần qua. Thưa quý vị, đầu tháng 9 năm 2023, Fitch Ratings đã hoàn thiện và công bố kết quả đánh giá xếp hạng tín nhiệm lần đầu BSR ở mức BB với triển vọng tích cực. Đây là kết quả xếp hạng tương đương với công ty mẹ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Fitch Ratings, là một trong ba tổ chức xếp hạng lớn nhất thế giới. Xếp hạng tín nhiệm lần đầu của BSR ở mức BB với triển vọng tích cực là một cột mốc quan trọng đối với BSR. Dấu mốc này thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư tiềm năng. Việc đạt được xếp hạng tín nhiệm quốc tế sẽ giúp BR có thể mở rộng nguồn tài trợ và đầu tư cho chiến lược phát triển trong tương lai. Xếp hạng tín nhiệm là điểm tựa vững chắc cho BSR trong việc tăng khả năng huy động vốn trên thị trường quốc tế, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư trong nước và quốc tế đối với các dự án đầu tư trong tương lai, bao gồm cả dự án nâng cấp, mở rộng nhà máy lọc dầu Dung Quất sắp tới. Kết quả xếp hạng tín nhiệm lần này bởi Fitch Ratings sẽ là công cụ hữu ích cho nhà đầu tư thực hiện nhận định, đánh giá những cơ hội đầu tư tiềm năng nhằm thực hiện mục tiêu chiến lược trong thời gian tới cùng BSR nói riêng và Petrotham nói chung trong nỗ lực phát triển nền kinh tế Việt Nam. Tại cuộc họp Ban chỉ đạo điều hành giá về kết quả công tác điều hành giá 9 tháng năm 2023 và định hướng những tháng còn lại của năm 2023, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Bộ Công Thương phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam trình phương án điều chỉnh giá trước ngày 25 tháng 10 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và trình tự, thủ tục quy định. Cùng với đó, theo Phó Thủ tướng, hiện có một số yếu tố như Nga và Ả Rập Xê Út cắt giảm nguồn cung dự trữ xăng dầu của một số nước lớn sụt giảm, có thể làm giá xăng dầu thế giới đảo chiều, tăng giá vào những tháng cuối năm. Do đó, cần phải tiếp tục theo dõi sát tình hình thế giới. Hội đồng Quản trị BIDV dự kiến phát hành tối đa gần 641,93 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ phát hành 12,69% số cổ phiếu đang lưu hành. Số cổ phiếu lẻ thập phân nếu có sẽ bị hủy bỏ. Thời gian phát hành dự kiến trong quý 4 năm 2023. Hội đồng Quản trị Vietinbank cũng dự kiến phát hành gần 564,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 11,74%. Thời gian phát hành dự kiến là trong quý 4 năm 2023. Sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ Vietinbank sẽ tăng thêm gần 5.643 tỷ đồng. Là ngân hàng hiếm hoi còn lại có kế hoạch chia tiền mặt trong năm nay, VPBank dự kiến chi gần 8.000 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận của năm 2022 để trả cổ tức với tỷ lệ 10%. Theo báo cáo của VN Direct cho biết, hoạt động đàm phán gia hạn kỳ hạn trái phiếu giữa các tổ chức phát hành và các trái chủ vẫn diễn ra sôi động trong quý 3 năm 2023. Tính đến ngày 3 tháng 10, đã có hơn 50 tổ chức phát hành đã đạt được thỏa thuận gia hạn kỳ hạn trái phiếu với các trái chủ và đã có báo cáo chính thức lên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Tổng giá trị trái phiếu đã được gia hạn kỳ hạn là hơn 95.200 tỷ đồng. Riêng tháng 9, Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam thống kê các doanh nghiệp chỉ mua lại hơn 9.200 tỷ đồng trái phiếu, chưa bằng 1/4 so với tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp đến hạn. Vừa qua, Liên Bộ Tài chính, Bộ Công Thương thông báo thay đổi giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh mới. Cụ thể, cơ quan điều hành quyết định giảm 1.595 đồng trên mỗi lít xăng E5 RON 92 và giảm 1.798 đồng một lít đối với xăng RON 95. Sau điều chỉnh, mức giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 21.910 đồng một lít và xăng RON 95 là 23.040 đồng một lít. Như vậy, giá xăng đã có phiên giảm mạnh thứ hai liên tiếp sau 3 tháng gần như chỉ tăng. Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ không trích lập, đồng thời không chi quỹ bình ổn đối với tất cả loại xăng dầu. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết 9 tháng đầu năm, Việt Nam sản xuất ra 33,6 triệu tấn lúa, trong đó xuất khẩu 6,5 triệu tấn gạo, đạt 3,6 tỷ đô la Mỹ. Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đứng đầu thế giới. Tương tự, xuất khẩu rau quả lần đầu tiên đạt 4,2 tỷ đô la Mỹ. Riêng xuất khẩu cà phê, hạt điều, sản phẩm chăn nuôi cũng lần lượt tăng trưởng từ 2 đến 26% so với cùng kỳ năm 2022. Dữ liệu từ các doanh nghiệp cũng cho thấy cơ hội xuất khẩu gạo từ nay đến cuối năm còn lớn khi mà các nước vẫn đang tăng cường nhập khẩu gạo để dự trữ.
Với nhóm cà phê, tiêu, rau quả, nhu cầu từ thị trường Trung Quốc, Mỹ, châu Âu tăng cao, nên các sản phẩm này tiếp tục bứt phá những tháng cuối năm. Nếu như mọi người có một cái hợp đồng trồng 1 hectare rau má với công ty nhỏ nhỏ thế thôi, mỗi tháng có 30 triệu, đúng không? Tại sao mình không làm một năm mà tôi được bao nhiêu tỷ giá mà trên 1 hectare? 2 tỷ trên 1 hectare. Một tôi vẽ hộ tương lai ở đây không? Vâng, thưa quý vị, những hình ảnh vừa rồi là bà Mai Hà Trang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xúc tiến Thương mại CCV Group, đang thực hiện việc kêu gọi các nhà đầu tư tham gia đầu tư vào CCV Group với mức lợi nhuận từ 5 đến 7% một tháng, tức là tương đương hơn 60% một năm mà không phải làm gì. Bởi công ty đang có trong tay hàng ngàn hecta rau má cùng dây chuyền sản xuất các sản phẩm từ rau má khép kín hiện đại. Lời kêu gọi đầu tư hấp dẫn như vậy nên không quá khó hiểu khi mà có hàng nghìn người không ngần ngại lấy tiền tiết kiệm, thậm chí là đi vay để đầu tư vào công ty với hy vọng làm giàu. Số tiền bỏ ra của các nhà đầu tư vài chục triệu đồng cũng có, mà hàng tỷ đồng cũng có. Tôi đầu tư vào công ty là 910 triệu, qua những kênh là thứ nhất là nhờ qua sale của công ty, sau đó thì được những cái buổi thuyết trình về đầu tư của bà Mai Hà Trang, và tôi cũng được tham gia cái chương trình gala về nhà cuối năm của công ty. Cái thuyết trình là tham gia vào nông nghiệp sạch, tức là trồng cây rau má, và với một cái lãi suất là chính là công ty đưa ra cái bảng tính bảng biểu ấy, với đầu tư là cây rau má thì rất dễ ăn, dễ sống, trồng tháng trước tháng sau thu hoạch được ngay. Và với cái mức độ là 500 triệu cho 1 hecta thì sau 1 năm là lãi, thậm chí trả cho nhà đầu tư như thế là vẫn còn lãi nhiều lắm. Và đấy, cái đấy là cái thu hút. Họ là đi trồng rau má, sản xuất rau má để phục vụ nhân dân. Thì đến khi mà trả mọi người thì là đầy đủ tiền rồi, có lãi chứ không có cái gì khó khăn cả, họ tuyên truyền lúc đầu thế. Ngoài mức lợi nhuận hấp dẫn, hình ảnh hàng ngàn hecta rau má được trồng tại Long An, cũng như dây chuyền sản xuất hiện đại khép kín, cũng được bà Mai Hà Trang sâu chức nhà đầu tư. Được tận mắt chứng kiến và được trải nghiệm trực tiếp các sản phẩm từ rau má của công ty. Do vậy, các nhà đầu tư đã trao chọn niềm tin bằng các hợp đồng hợp tác kinh doanh. Chưa hết, hàng loạt các bài báo PR, quảng cáo được thổi phồng. Kêu gọi sự phi thường trong tất cả các cá nhân chúng ta thuộc gia đình CD Group và những người đã, đang và sắp yêu cây rau má. Chúng ta hãy cùng nhau chung tay để chúng ta tạo nên một thương hiệu quốc dân cho Việt Nam. Đầu tư càng nhiều, lãi suất càng cao, kêu gọi càng nhiều người tham gia, càng có chiết khấu lớn. CCV không tiếc tiền để chi cho việc phát triển hệ thống môi giới theo mô hình kim tự tháp, tương tự phương thức đa cấp. Ép doanh số tại các chi nhánh và phải đạt con số theo quy định thì mới được hưởng phần trăm hoa hồng. Cùng với đó là nhiều chính sách dành riêng cho các nhà đầu tư chiến lược. Với những gì mà Chủ tịch Mai Hà Trang chia sẻ thì những nhà đầu tư từ 2 tỷ trở lên sẽ được xem là nhà đầu tư chiến lược và sẽ có những cái ưu đãi dành riêng cho nhà đầu tư chiến lược. Ví dụ như là sẽ được họp với Chủ tịch Hội đồng Quản trị thường quý, thường niên, rồi là sẽ được mua cổ phần với mức giá ưu đãi giảm 30% khi mà công ty IPO phát hành cổ phiếu, rồi là rất nhiều các ưu đãi khác nữa. Đó cũng là một trong những lý do mà khiến tôi đầu tư với cái số tiền hợp đồng chiến lược. Doanh số là tính theo tháng. Ban đầu là khoảng 5 tỷ, 10 tỷ, rồi là 15 tỷ, 20 tỷ. Nếu như mà không đạt á, thì sẽ hưởng 70% hoa hồng thôi. Tôi bản thân tôi đứng đây tôi dám cam kết ở mức độ như thế này. Còn cái sự nỗ lực của các chị nó sẽ thể hiện ở những con số tiếp theo. Một tôi vẽ hộ tương lai đây không?
Để tôi vẽ tương lai cho mọi người, đây là lời mà vị nữ chủ tịch CCV Group hứa chắc nịch với nhà đầu tư như vậy, và cũng bởi vậy mà ai cũng tin. Thế nhưng Huyền Phương nghĩ đơn giản như thế này, tương lai của mình thì tự mình vẽ, tự mình quyết định, và để người khác vẽ tương lai cho mình thì không nên. Và đúng như vậy, sau khi các nhà đầu tư đã xuống tiền đầu tư vào CCV Group thì ngay lập tức nhà đầu tư đã ăn phải bánh vẽ. Và những nhà đầu tư với hy vọng làm giàu cùng hợp đồng hợp tác kinh doanh, giờ đây ngồi bần thần, không biết số tiền đầu tư của mình đi về đâu khi mà công ty đã ngừng chi trả lợi nhuận từ nhiều tháng nay. Vì chúng tôi nhặt nhạnh ve chai này, đi làm ô xin này, đủ các kiểu, mới có nhặt được mấy chục, có 3-4 người mới góp lại được 200 triệu. Thế giờ thì công ty có gan này xin lại cái gốc để lo dưỡng già, lo cho tuổi già mình, ốm đau có đồng trông. Thế còn cái phần lại thì thôi không, coi như là xí xóa, không đòi nữa. Khi mà chúng tôi có thắc mắc là tại sao không thấy chi trả và chậm chi trả thì cũng có công ty khó khăn và sẽ hạ lãi suất. Thế chúng tôi cũng đồng ý và hạ lãi suất cũng được. Thế nhưng hạ lãi suất rồi nhưng vẫn không chi trả cho chúng tôi được đồng nào. Đại diện chi nhánh của CCV Group cho biết, tổng đầu tư của nhà đầu tư tại đây lên tới hơn 150 tỷ đồng. Tuy nhiên, với những lời hứa của công ty cũng như thông báo xin lùi thời hạn trả hay việc cung cấp bất động sản để giải quyết tất toán, thì đến nay họ cũng chỉ biết thông tin một cách mơ hồ. Hứa hẹn đến tháng 6 chi trả nhưng tháng 6 cũng không chi trả, và hứa hẹn là chi trả bằng bất động sản. Nhưng mà đến hiện tại thì chưa ai nhận được bất động sản và cũng không biết bất động sản ở đâu và như thế nào. Chỉ nói là bất động sản thôi, do bên thứ ba vào là giống như là mua nợ và họ có bất động sản họ đưa vào để chi trả. Thì cái việc này giữa bên thứ ba và Mai Hà Trang làm việc thì cái này thì nội bộ thì mình không có rõ. Tuy nhiên ấy, cái chính ở đây người dân hay tất cả những người đang quan tâm đấy là vấn đề tiền. Thì nhận định ở đây nó là dấu hiệu là nó không còn tiền, cho nên là dấu hiệu nó kéo dài thời gian, giãn thời gian và cứ trả lời vòng vo nan giải để cho nhà đầu tư cứ im ắng đi để không lên tiếng đi đòi. Lo lắng số tiền đầu tư của mình có nguy cơ mất trắng, nhiều nhà đầu tư đã phải tìm đến trụ sở công ty cổ phần xúc tiến thương mại CCV Group tại ngõ 119 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội để đòi quyền lợi cũng như yêu cầu gặp trực tiếp bà Mai Hải Trang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty. Bắt đầu cuối tháng 3 năm 23 là có hiện tượng, chỉ có hứa hẹn thôi mà không trả tiền. Tháng 6 xong lại hứa sang tháng 12. Thế rồi là hứa bất động sản 4 tháng nay chưa thấy đâu. Họ có giải trình, nhưng họ giải trình không phải là kinh doanh thua lỗ, mà họ giải trình là tập trung tiền để làm bột rau má xuất khẩu đến nước ngoài. Trồng rau má, sản xuất rau má để phục vụ nhân dân. Thì đến khi mà trả mọi người thì là đầy đủ tiền rồi. Có lãi chứ không có cái gì khó khăn cả. Họ tuyên truyền lúc đầu thế, cho nên bây giờ thì tự nhiên lại không trả được. 10 giờ sáng, văn phòng làm việc, đóng cửa và tắt điện, không có bất kỳ nhân viên nào. Sau hàng tiếng đồng hồ chờ đợi, tại công ty xuất hiện hai luật sư, người được nhận ủy quyền thay mặt công ty tiếp nhận thông tin từ các nhà đầu tư. Nói từ đầu nhé, phạm vi của em chỉ là tiếp thu ý kiến của mọi người và trình bày theo cái thông báo này thôi. Công ty này còn muốn tồn tại, không muốn chịu trách nhiệm trước pháp luật thì vẫn phải làm việc và vẫn phải ra trước các nhà đầu tư. Chỉ là bây giờ đang chủ tịch đang đi sinh để cho người ta sinh xong. Thế thì anh hỏi em số tiền tỷ đấy bạn không thể tổ giá hay là bạn cần chỗ đấy? Cái việc nó nằm ở hàng hóa ở vào những cái giá trị thương hiệu. Bà Mai Hà Trang là người đại diện theo pháp luật cho một tổ chức. Việc bà Trang nghỉ sinh đẻ theo quy định của Bộ luật Lao động, đấy là quyền lợi của bà Trang. Nhưng đây bà đang đại diện cho tổ chức thì tổ chức cần phải thì phải có một người là đứng ra để nhận ủy quyền từ bà Trang để điều hành công ty, để điều hành dự án. CCV là vua số má ở Đông Nam Á, vua số má ở châu Á. Một tôi vẽ hộ tương lai đấy không? Một tôi vẽ hộ tương lai đấy không? Vâng, thưa quý vị, vẽ tương lai cho các nhà đầu tư khi tham gia đầu tư vào dự án rau má của CCV Group. Tương lai thì chưa thấy đâu, thế nhưng nhiều nhà đầu tư đã kiệt quệ, thậm chí có những người phải nhập viện vì vỡ mộng làm giàu. Thực tế thì không ít nhà đầu tư cũng phân tích được những bất thường của CCV Group. Cũng biết đầu tư lãi cao là rủi ro cũng cao. Tuy nhiên, cũng không ít người vẫn tin vào lời hứa của nữ chủ tịch Mai Hà Trang. Và chỉ sau một vài năm, CCV Group đã huy động được số tiền khủng lên tới hàng nghìn tỷ đồng từ các nhà đầu tư. Và toàn bộ số tiền của nhà đầu tư khi tham gia góp vốn đều được chuyển thẳng vào tài khoản cá nhân của bà Mai Hà Trang.
Đến khi quan hệ giữa nhà đầu tư và CCV Group bắt đầu rạn nứt, thì chủ tịch Mai Hà Trang cũng dần mất tích. Theo phân tích từ các luật sư và chuyên gia cho thấy, CCV Group đang hoạt động theo mô hình Ponzi, lấy tiền của người trước trả cho người sau và có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản. Theo quy định của pháp luật, tại Điều 504 Bộ Luật Dân sự 2015, hợp đồng hợp tác là sự thỏa thuận giữa các cá nhân, pháp nhân về việc cùng đóng góp tài sản, công sức để thực hiện công việc nhất định, cùng hưởng lợi và cùng chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, tại hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa CCV Group ký với các nhà đầu tư, nhiều quy định trong hợp đồng còn chưa phù hợp với pháp luật. Đồng thời, không nêu rõ về tên dự án, kế hoạch phát triển dự án hoặc kế hoạch sử dụng vốn, góp vốn ra sao. Đồng thời, việc dòng tiền do nhà đầu tư góp vốn thông qua hợp đồng hợp tác kinh doanh không được đưa vào báo cáo tài chính CCV Group và hoạt động kinh doanh liên tục ghi nhận lỗ và tỷ trọng đầu tư vào sản xuất kinh doanh thấp. Đây được xem là những dấu hiệu cho thấy công ty đang hoạt động theo mô hình Ponzi, lấy tiền của người trước, trả tiền cho người sau. Khi mà đầu tư thì các cái dòng tiền của các cái nhà đầu tư tấn nộp vào công ty thì theo quy định bà Trang phải có một cái kế hoạch liên quan tới cái việc sử dụng dòng tiền của nhà đầu tư. Ví dụ liên quan tới việc mà thực hiện cái dự án Roma này là tổng cái nguồn tiền cần huy động là bao nhiêu, sau đấy là giai đoạn đầu thực hiện là cần bao nhiêu, giai đoạn thứ hai cần bao nhiêu, là căn cứ trên cái lợi nhuận rồi là trừ đi tất cả các cái chi phí hợp lý thì sau đấy mới có cái căn cứ để trả cái lợi nhuận cho các cái nhà đầu tư. Trong thực tế thì có nhiều người cũng biết rằng đây là cái mô hình Ponzi và lấy cái tiền huy động của người sau để trả lãi và gốc cho người trước. Đây là một cái hình thức đầu tư mà nó không đúng với luật pháp Việt Nam và nó là một cái hình thức cực kỳ rủi ro, gây nên cái mất vốn cho cái người đầu tư. Việc mà bà Trang quảng cáo thổi phồng cái sự việc lên để lấy cái niềm tin, để huy động vốn, đấy là một trong những dấu hiệu là theo quy định của pháp luật là dàn dựng quảng cáo sai sự thật để nhằm mục đích là chiếm đoạt tài sản và thậm chí là lừa đảo để chiếm đoạt tài sản các cái nhà đầu tư. Tuy nhiên, trong hợp đồng này bà Trang và công ty đã cam kết tại cái điều 4 về cái việc là trả lợi nhuận cho nhà đầu tư hàng tháng, vào ngày 25 hàng tháng là sẽ trả lợi nhuận. Như thế thì bà Trang căn cứ vào đâu để có cái lợi nhuận quan tới các cái dự án về nông nghiệp cần một cái quá trình rất dài đấy, để cho cây, cho dự án nó đủ cái thời gian để mà trưởng thành và thu hoạch kết quả. Căn cứ trên các quy định của pháp luật hiện hành, bà Trang với vai trò là người đứng đầu tổ chức mà huy động vốn để nộp vào tài khoản cá nhân của bà Trang thì có dấu hiệu theo quy định của luật thuế là có dấu hiệu về trốn thuế. Tôi nghĩ rằng là cái tình tiết này cũng là một trong những cái tình tiết là các cái nhà đầu tư thì khi mà xảy ra tranh chấp thì có thể yêu cầu công ty chịu trách nhiệm. Bà Mai Hà Trang là người đại diện theo pháp luật cho một tổ chức. Việc bà Trang nghỉ sinh đẻ theo quy định của Bộ Luật Lao động, đấy là quyền lợi của bà Trang. Nhưng đây bà đang đại diện cho tổ chức thì tổ chức cần phải thì phải có một người là đứng ra để nhận ủy quyền từ bà Trang để điều hành công ty. CCV phá sản thì sao đúng không ạ? Báo cáo cái này chị, không bao giờ CCV phá sản được. Khi nào mà con còn ở CCV, chắc chắn CCV kinh doanh bằng cái tâm của người làm kinh doanh. Và yếu tố đạo đức kinh doanh là yếu tố mà con chưa bao giờ buông rời. Chứ mọi người cứ yên tâm để mà làm việc, để mà cống hiến. Vâng, thưa quý vị, một dự án cụ thể thông thường chỉ có lợi nhuận từ 20 cho tới 30%. Trong đó thì doanh nghiệp phải chi trả lương cho nhân viên, đóng thuế và nhiều chi phí khác. Vì vậy, với mức lãi trên 20% hay đến hàng 100% là đặc biệt rủi ro. Và khi những công ty huy động vốn rơi vào tình cảnh vỡ nợ, khả năng lấy lại tiền của nhà đầu tư là rất thấp.
CCV Group chỉ là một ví dụ mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị để góp thêm tiếng nói chung trong việc cảnh báo người dân khi tham gia góp vốn, đầu tư vào bất kỳ một dự án nào cần phải xem xét kỹ lưỡng. Và Huyền Phương xin được nhắc lại suy nghĩ của cá nhân mình đã nói lúc ban đầu về lời hứa của nữ chủ tịch CCV Group Mai Hà Trang rằng để tôi vẽ tương lai cho mọi người nhé. Thì mọi người không nên tin, vì tương lai của mình thì tự mình vẽ, tự mình quyết định thôi. Để người khác vẽ tương lai cho mình thì không nên. Và cũng theo thông tin chúng tôi được biết, hiện các nhà đầu tư và công ty cổ phần CCV Group đã gửi đơn thư đến các cơ quan điều tra để xác minh vụ việc. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật nội dung này tới quý vị trong những bản tin tiếp theo. Hạt nhựa PP dung quất được sản xuất từ nguyên liệu propylene chất lượng cao bằng công nghệ tiên tiến của Nhật Bản, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và quốc tế. PP dung quất, hạt ngọc hóa dầu. Nếu như các tỉnh miền Đông Nam Bộ ưu tiên phát triển công nghiệp dịch vụ thì Tây Nam Bộ được định hình nông nghiệp du lịch, tạo nên bức tranh kinh tế phía Nam hoàn hảo và bền vững. Cùng với định hướng này, việc một loạt các dự án hạ tầng giao thông triển khai và về đích trong năm 2023 cũng đã khiến thị trường bất động sản trở thành điểm thu hút các nhà đầu tư cả nước. Với tiềm năng nông nghiệp, nhiều địa phương vùng Tây Nam Bộ đang tăng tốc phát triển các dự án bất động sản xanh. Với hàng loạt dự án mới theo hướng bền vững, Đồng Tháp hiện đang là một trong những điểm sáng của vùng. Ngoài sức hút từ thủ phủ Tây Nam Bộ là thành phố Cần Thơ, Đồng Tháp, đặc biệt là thành phố Cao Lãnh, là một trong những thị trường mới được các nhà đầu tư đang quan tâm. Chỉ cách thành phố Hồ Chí Minh hơn 160 km, địa phương này đã đón đầu cơ hội kinh doanh mới khi đưa vào quy hoạch và mời gọi đầu tư hàng loạt dự án nhà ở thương mại, khu đô thị mới với quy mô gần 3.000 hectare. Hiện phân khúc bất động sản xanh được tỉnh Đồng Tháp ưu tiên chú trọng. Nhắc đến các nhà đầu tư tại đây, phải kể đến công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà và khu công nghiệp Đồng Tháp Hedico, được xem là ông lớn của vùng đất Sen Hồng. Sau 25 năm thành lập, Hedico đang đánh dấu một bước ngoặt mới với chuyển hướng đầu tư sang các khu đô thị xanh. Cùng với dấu ấn trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Sadec năm 1998, mở ra một hướng phát triển kinh tế mới không chỉ riêng cho tỉnh Đồng Tháp, mà còn cả cho khu vực. 25 năm phát triển kinh tế mới không chỉ riêng cho tỉnh Đồng Tháp, mà còn cả cho khu vực. 25 năm qua, doanh nghiệp này đã để lại dấu ấn với hàng nghìn căn nhà tại gần 30 dự án, công trình xây dựng tại Đồng Tháp và nhiều tỉnh thành trên khắp cả nước. Hướng tới mục tiêu xây dựng công trình xanh, phát triển bền vững, việc ứng dụng các vật liệu có tính thân thiện với môi trường và an toàn là lựa chọn hàng đầu. Sống xanh, sử dụng vật liệu xanh cũng đang dần được nhiều người quan tâm và trở thành xu hướng trong quá trình xây dựng, từ nhà ở đến các dự án lớn. Theo đó, các doanh nghiệp vật liệu cũng đẩy mạnh cải thiện chất lượng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Hiện nay, cùng với sự phát triển của kinh tế đất nước, thu nhập của người dân ngày một tăng cao, nhất là tại các gia đình có trẻ nhỏ. Nhu cầu sử dụng sàn gỗ cũng tăng cao, vừa dễ dàng vệ sinh, làm sạch, vừa không gây dị ứng, tốt cho sức khỏe. Cùng với đó, các nhà sản xuất sàn gỗ cũng đẩy mạnh phát triển các sản phẩm thân thiện với môi trường. Chúng tôi biết rằng Việt Nam có khí hậu nóng ẩm, do đó sản phẩm sàn gỗ xương cá Ansa Flooring được nghiên cứu đặc biệt với cốt gỗ chống chịu nước, đạt mục tiêu hướng tới các sản phẩm xanh và theo đuổi giá trị bền vững là một trong những phương châm và triết lý kinh doanh của tập đoàn chúng tôi. Chúng tôi sẽ ưu tiên những sản phẩm không chứa plastic khó phân hủy, được cấp các chứng chỉ xanh, eco thân thiện. Sàn gỗ xương cá Ansa Flooring cũng đạt tiêu chuẩn M1 châu Âu. Sản phẩm của đợt này rất là phù hợp với các cái ưu điểm vượt trội so với thị trường về khả năng chống nước, chống xước thì rất là phù hợp cho khách hàng. Vì hiện tại thì nhu cầu của khách hàng khi mà đầu tư vào một căn nhà hộ cũng khá là cao, mong muốn là cái chất lượng sản phẩm đưa về và cái giá trị đồng tiền ta bỏ ra cũng rất là tốt để sử dụng ngôi nhà về lâu dài cũng như là về mặt thẩm mỹ. Vật liệu xanh là những sản phẩm được sản xuất và dùng những loại nguyên liệu phục vụ cho công tác xây dựng và đảm bảo được các tiêu chí như không độc hại, tái chế được, tiết kiệm năng lượng và có tuổi thọ dài. Theo doanh nghiệp này, để đảm bảo chất lượng, các quy trình sản xuất vật liệu xanh cũng được kiểm định nghiêm ngặt. Trong xi măng thì chúng tôi sử dụng các chuỗi cung ứng đến từ là các tra bay chất lượng cao hoặc là các sỉ thép chất lượng cao. Thì đó là phụ phẩm của ngành công nghiệp khác thì sẽ biến thành một trong những sản phẩm đầu vào của mình.
thì điều đó sẽ giúp chúng tôi là giảm phát thải carbon, hoặc là chúng tôi có một mảng là xử lý chất thải được gọi là EcoCycle, thì giúp chúng tôi là giảm được cái tiêu thụ năng lượng là từ than, thì đó cũng là tính vào trong góp phần rất là lớn vào trong việc giảm phát thải CO2. Theo các chuyên gia, để sử dụng vật liệu xanh, người dân có thể tìm đến các công ty vật liệu chất lượng và uy tín để tham khảo, tránh những trường hợp mua phải chất liệu giá rẻ nhưng chất lượng lại không cao, không thực sự thân thiện với môi trường. Thông tin vừa rồi đã khép lại Kinh tế tiêu dùng tuần này. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.